những đứa nào mà chơi cạnh bờ sông á, là Maya bắt. Thằng Hiếu nó bị Maya kéo. Maya không nói cái gì, nổi da gà như vịt hết trơn. Như một con dã thú trên thân thể người tình nhỏ bé, Tú Vân ngạc nhiên chưa bao giờ thấy Bình đối xử với nàng như vậy. Thân thể nhỏ nhắn của nàng làm sao có thể chịu đựng được những giày vò man dợ như thế này. Nàng kêu lên thảnh thốt. Anh Bình, trời ơi, anh định giết em hay sao? Bình như người mất trí, không để ý gì tới những lời Tú Vân. Chàng hung bạo như một người điên. Lúc đầu Tú Vân còn tưởng chàng giỡn chơi để tìm những cảm giác lạ. Nàng cố chịu đựng, ve vuốt và cười nói, lấy lòng Bình như mọi khi. Nhưng chỉ vài phút sau, nàng thấy có gì như bất ổn. Bình bây giờ không phải là Bình hàng ngày của nàng nữa. Tú Vân bắt đầu kinh hãi thực sự, nàng giãy giụa, khóc lóc và van xin. Nhưng Bình vẫn như người điên câm lặng, chàng hành hạ nàng tới không còn hơi thở. Cho tới khi chính Bình không còn sức nữa, nằm vật ra thở hào hển thì Tú Vân cũng chỉ còn lết ra xa chàng được đôi chút và xỉu đi. Vợ chàng đã ngoại tình, chàng không ngờ mình lại có thể chung trả một thân thể người đàn bà với một tên phu quân vác hôi thối như thằng Tú làm công cho vợ chàng. Ý tưởng trả thù chất chứa đầy đầu óc Bình. Chân tay chàng bây giờ rời rã, đầu óc quay cuồng. Bình cố bò dậy, chàng lết tới tủ lạnh, lấy chai rượu mạnh tu ừng ực. Chất men chảy dài và tỏa ra khắp thân thể làm Bình có vẻ thấy đễ chịu hơn. Chàng càng tu mạnh hơn, chỉ một thoáng, chai rượu mạnh đã cạn sạch. Bình cố với lấy thêm một chai nữa và cũng lại tu cạn chai. Chỉ vài chục phút sau, chàng không còn biết gì nữa, tâm thần hôn mê, miệng sùi bọt mép và lịm đi trong những cơn ác mộng khủng khiếp. Khi tỉnh dậy, Bình thấy Tú Vân đang khóc thút thít bên cạnh. Nàng đang lấy khăn nước nóng đắp lên mặt chàng. Những giọt lệ còn đọng long lanh trên mí mắt. Thân thể Bình bây giờ rã rưởi, đầu nhức như búa bổ, chân tay chàng không nhấc lên nổi nữa. Tú Vân thấy Bình từ từ mở mắt, nàng mừng rỡ, cúi xuống ôm lấy đầu chàng, thì thầm. Anh Bình ơi, anh tỉnh lại rồi hả? Anh làm em sợ quá. Tự nhiên Bình thấy lòng mình xe lại, những hình ảnh cuồng nổ và tàn nhẫn một cách vô lý đối với Tú Vân chạy thực nhanh qua đầu. Chàng thở dài ngao ngán. Tại sao lại có những người đối xử tốt với chàng mà lại bị chàng đầy đọa bất công? Còn người vợ mà chàng lo lắng, kính nể như liên lại đi làm những chuyện tồi bại phản lại chàng như thế. Nước mắt Bình từ từ ứa ra, chàng muốn thét lên một lời nhận tội với người con gái nhỏ bé này mà miệng khổ lại đắng nghét. Nằm như thế chả giờ sau Bình mới nói được qua hơi thở. Nước, nước. Tú Vân lật đật chạy đi pha cho chàng một ly nước chanh. Bình bắt đầu thấy khỏe khoắn hơn nhiều, nhưng chàng vẫn còn thấy khát lại thì thào. Nước, em lấy cho anh một ly nữa đi. Tú Vân mừng rỡ thấy Bình có vẻ khá hơn nhiều rồi. Nàng có kinh nghiệm với những người say, sau khi tỉnh dậy chỉ cần uống thật nhiều nước là khỏe ngay. Bây giờ Bình đã uống được nước và chàng đòi uống nữa, có nghĩa là chàng bắt đầu tỉnh hẳn lại rồi. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho chàng mà Bình cuồng trí như điên rồ. Sau khi uống hết hai ly cối nước chanh, nằm một lúc, Bình ra dấu cho Tú Vân dìu chàng đi tiểu. Tới khi trở ra, chàng lại nằm vật xuống giường, mắt nhắm lại, choàng tay ôm lấy đầu Tú Vân thì thào. Em yêu, đêm qua anh có lỗi với em quá. Tú Vân hôn nhẹ lên môi Bình. Anh khỏe chứ anh? Anh đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn còn thấy mệt lắm. Bình yếu ớt gật đầu, trong khi Tú Vân kéo nhẹ tay chàng ra và đắp mền cho Bình. Khi nhìn xuống, nàng đã thấy Bình đi vào giấc ngủ thực dễ dàng. Chiều hôm ấy khi Bình thức dậy, Tú Vân đã nấu cho chàng một tô cháo gà. Bình ăn xong có vẻ khỏe khoắn hơn trước nhiều. Chàng đã tự đi lại được mà không cần Tú Vân phải dìu như lúc mới thức dậy nữa. Chàng ngồi bật ra trên chiếc ghế nệm giữa nhà. Tú Vân ngồi sát bên cạnh thỏ thẻ. Bây giờ thì anh khỏe hẳn rồi phải không? Anh làm em sợ hết hồn à? Bình cố mỉm cười, chàng kéo đầu nàng ngả trên vai mình. Em có giận anh không? Không có đâu. Anh có làm em đau không? Chút.
chút xíu thôi mà, có gì đâu. Bình ghi chặt Tú Vân trong tay, chàng hôn mạnh trên má nàng. Em hiền quá em ơi. Bây giờ Tú Vân mới dám hỏi. Anh ơi, nhưng hôm ấy anh bị cái gì vậy? Bình nhắm mắt lại, mệt mỏi, không trả lời câu hỏi của Tú Vân. Hình ảnh người vợ ngọc ái tình lại hiện ra trước mắt. Một lúc sau, bỗng chàng để ý tới câu hỏi của Tú Vân vừa rồi. Đáng nhẽ nàng phải hỏi là hôm qua, chứ sao lại là hôm ấy? Ý chàng nằm đây đã mấy hôm rồi hay sao? Bình giáo giác hỏi. Anh ở đây bao lâu rồi? Anh ngủ li bì 2 ngày, dậy uống nước rồi ngủ thêm 1 ngày nữa. Bình hốt hoảng. Hả? Vậy anh đã ở đây 3 ngày 3 đêm rồi sao? Tú Vân nghĩ Bình đang lo về sự vắng mặt của mình trong sở. Nàng mỉm cười nói. Anh đừng lo, lúc anh ngủ, chú tài xế ở đây. Em đã nói với chú ấy vô sở xin phép cho anh nghỉ dưỡng bệnh rồi. Bao giờ anh khỏe mới đi làm? Hình ảnh Liên nằm dưới xác chết của tên nhân tình lại hiện lên trong đầu óc Bình thực rõ. Như vậy là đã 3 hôm rồi, cộng thêm 1 hôm chàng ở đây trước nữa, tất cả là 4 ngày 4 đêm. Bình bỗng ngồi bật dậy, chàng hốt hoảng nói. Anh phải đi đây. Tú Vân ngơ ngác. Tối rồi, anh định đi đâu chứ? Bình loạng choạng bước ra cửa. Chuyện gấp lắm. Anh đi một lúc rồi lại về đây ngay. Xong chuyện này anh sẽ đến với em hàng đêm, và sẽ không bao giờ làm khổ em nữa đâu. Hơn ai hết, Tú Vân biết tính Bình. Khi chàng đã nói gì là làm ngay, và không ai có thể cản hay nói ra, nói vô được nữa. Nàng đưa Bình ra tận xe, lo lắng dặn. Anh lái xe cẩn thận. Bình cố mỉm cười, nhưng mặt chàng cũng thật khó coi. Không sao đâu em. Nói xong chàng sang số xe, nhận ga lao trên con đường nhựa về đêm đã thưa người. Hình ảnh Liên lại hiện ra trong đầu óc Bình. Chàng nghiến răng giữ chặt tay lái, nhận ga cho xe chạy như bay về nhà. Không biết tối nay gió lạnh hay chàng cảm thấy lạnh vì đuối sức sau mấy ngày ngất ngư. Ánh đèn đường chỗ mờ chỗ tỏ, loáng thoáng trải dài dưới mắt Bình. Chàng đang lái xe về nhà, nhưng thực ra tới bây giờ Bình cũng không biết phải đối xử ra sao với người vợ phản bội này. Làm sao ở với nhau được nữa? Bỗng Bình nảy ra một ý nghĩ, khi về nhà, chàng sẽ lấy máy chụp hình, chụp quang cảnh trong phòng tắm. Khi chàng ra tòa ly dị, bức hình này chắc chắn là một bằng cớ mà Liên không còn nói năng gì được rồi. Hơn thế nữa, mai sau này, với bức hình, lịch sử, để đời này, còn đàn bà ấy khó có thể ngóc đầu lên được với chàng. Xe đã chạy tới nhà, Bình thấy cửa vẫn đóng im nhìm. Chiếc bóng đèn treo lơ lửng phía trên bảng tiệm gạo chưa vơ chiếu những ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Lúc leo lên xe hăng hái bao nhiêu, về tới đây tự nhiên Bình thấy ngần ngừ, ái ngại bấy nhiêu. Không hiểu sao trong thâm tâm chàng có những bồn chồn áy náy không yên. Ngồi thừ người ra một lúc rồi Bình cũng xuống xe, lấy chìa khóa ra mở cửa bước vô nhà. Trong nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng, như không khí ở đây lạnh lẽo quá, khác hẳn mọi ngày. Bình nhìn vô phía buồng tắm, cửa khép hờ hờ, bên trong không thắp đèn. Chàng định chạy lên lầu lấy cái máy hình, nhưng không hiểu sao cứ ngần ngừ đứng giữa nhà nhìn chòng chọc vô phía buồng tắm ngoài. Hình như ở đây yên lặng quá, cái yên lặng của một bãi tha ma về đêm, mặc dù đèn vẫn sáng và không có tiếng côn trùng kêu réo. Bình từ từ tiến về phía buồng tắm, có lẽ chàng muốn nhìn thấy cái khổ sở của người vợ ngoại tình, bị ngâm trong bồn nước với cái xác chết của tình nhân ra sao. Chàng đẩy nhẹ cửa, tiếng cọt kẹt vang lên, kéo dài. Trong buồng tắm tối om om, nhưng lạ thực, tại sao Liên không kêu réo như mấy bữa trước? Trong bóng tối hình như chứa chất một cái gì bất thường. Bình lần mò công tắc điện trên tường, bật đèn lên. Ánh đèn lóe sáng trần hòa. Bình giật mình, Liên không còn nằm trong bồn nước nữa, nhưng cái thây ma thằng Tú vẫn còn đó. Bình hoảng hốt lùi. Chàng chới với suýt té vì vừa vấp phải một vật gì dưới chân. Nhìn xuống đất, chàng run lên vì thấy rõ một cánh tay nhảy nhụa những móng. Bàn tay đang co quắp như muốn nắm lấy chân chàng. Phía trên cánh tay, những vết cấn nham nhở để lòi một khúc xương trắng hiếu, chóc thịt, rung rinh mấy sợi gân lằng nhằng. Bình lạnh người, hình như có gió thổi xoáy quanh đấy. Chàng lùi lại mấy bước nữa, quay mình định chạy ra cửa. Nhưng chàng lại vấp phải một vật gì tròn trịa làm chàng té nhào xuống đất.
cái vật tròn trịa đó lăn lông lốc phía trước. Hình như nó phát ra tiếng kêu lốc cốc. Chàng vừa bò dậy, vừa cố nhìn xem là cái gì làm chàng té một cái đau gần chết. Bây giờ tim mình muốn ngừng đập vì nhìn rõ cái vật chàng vừa vấp phải. Nó đã bắn vô tường và đang lăn ngược trở lại phía chàng. Vừa lăn, vừa nhe hàm răng trắng hờn như cười hằng hặc. Có tiếng cười the thé, không phải phát ra từ chiếc đầu lâu thằng Tú, nhưng lại vang lên từ phía cầu thang. Bình nhìn lên, chàng rụng rời chân tay vì thấy vợ chàng đang từ từ trên lầu đi xuống. Tay nàng cầm tấm hình tra tấn mà Bình lấy từ nhà ông già nọ về trong đêm xét nhà. Hai cặp mắt trong hình xanh lè phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Cái miệng ông ta đang nhếch lên cười khanh khách. Nàng đang mặc bộ đồ ngủ thật mỏng, màu trắng toát, dài lượt thượt. Răng nàng nhe ra, máu trào khóe miệng, nhỏ dòng dòng xuống chiếc áo ngủ, chảy dài xuống dưới chân. Bình lồm ngồm bò dậy, chạy ngược về phía sau. Vợ chàng vẫn từ từ tiến tới. Bình lại vấp vào cánh tay thằng Tú lúc nãy và té bổ chừng vô bồn nước. Nằm đè lên chiếc thây ma, nước bồn tắm bắn ra tung tóe. Cái thây ma dập dình dưới nước như cử động. Bình thét lên: "Ôi, chết tôi rồi." Tiếng thét một lúc sau nghe ằng ặc như sặc nước và im bặt. Tấn không ngờ cuộc đời Bình lại ngắn ngủi như vậy. Chàng đứng lặng người, hai mắt đẫm lệ nhìn theo chiếc quan tài từ từ được hạ xuống đáy huyệt. Trong khi đó Liên gào lên, chồm người muốn nhảy thiếc. Nhung đứng sát bên cạnh níu lấy nàng nhưng không nổi. Tấn vội vàng nắm lấy tay Liên, giữ nàng lại. "Thôi mà chị, có ai mà tránh khỏi số trời đâu. Anh ấy ra đi như vậy cũng mồ yên mã đẹp rồi. Chị làm quá thì làm sao anh ấy nhắm mắt được." Liên vẫy vùng, nàng khóc như thét lên thảm thiết: "Anh Bình ơi, anh Bình, tại sao anh bỏ em ra đi sớm như vậy chứ? Bây giờ em ở với ai đây? Thân em không chồng không con, bơ vơ lạc loài thế này làm sao mà sống được, anh cho em theo với đi. Anh Bình ơi là anh Bình." Nước mắt Liên giàn giụa, nàng chỉ trực chồm xuống huyệt theo chồng. Tấn và Nhung phải cố gắng níu nàng lại. Tiếng kèn đồng tiễn biệt trồi lên lại càng làm cho khung cảnh thảm não thêm. Mọi người bắt đầu ném những cục đất xuống mộ. Liên lại gào lên, kêu gào thảm thiết. Tấn và Nhung cố dìu nàng ra xa một chút. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Thân nhân của Bình và Nhung hầu như không còn ai. Chỉ có một bà cô họ xa lắc xa lơ, già lụm khùm. Trong đám tang ngày hôm nay chỉ có bạn bè Bình và Liên. Lẫn trong đám đó, Tú Vân đứng nép mình vô cha mẹ nàng, nước mắt giàn giụa. Nàng không ngờ được tại sao Bình có thể chết một cánh dễ dàng như vậy. Hôm đó chàng đã khỏe hẳn rồi, ăn uống và đi lại thoải mái. Vậy mà Bình lại chết một cách chóng vánh không ai ngờ được. Anh tài xế báo tin cho nàng hay mà Vân không tin được lỗ tai mình. Anh ta phải nhắc đi nhắc lại mấy lần Tú Vân mới hiểu, và nàng muốn xỉu đi ngay lúc ấy. Những vết chảy chụa mấy hôm trước Bình hành hạ nàng vẫn còn đau, có nơi còn bầm tím. Vậy mà giờ đây chàng đã ra đi vĩnh viễn rồi. Cái số hầm hiu này tại sao không phải là nàng mà lại là Bình? Cái gì đã xảy ra làm cho Bình điên cuồng lồng lộn tới chán đời? Cái chết của chàng có bí ẩn gì không? Mọi người đều nói Bình bị đứng tim chết. Tại sao vậy? Hồi nào tới giờ có nghe chàng nói bị áp huyết cao hay là dư máu đâu? Tại sao lại có chuyện này được chứ? Sống với nhau bấy lâu nay, Tú Vân hiểu sức khỏe và con người Bình hơn ai hết. Chỉ có ngày hôm đó, chàng về vô cớ hành hạ nàng thiếu điều chết đi sống lại. Cho tới bây giờ Bình chết rồi chính nàng cũng không hiểu tại sao. Điều đau đớn nhất cho nàng là chàng mất đi. Nàng cũng không dám công khai khóc lóc kêu gào như người vợ chính thức của chàng. Nàng đau đớn dựa vô vai mẹ khóc ấm ức, khóc cho chàng, khóc cho cả số phận hầm hiu của đời người con gái của mình. Khi người ta đẩy nắp mộ lại xong, mọi người từ từ ra về chờ cho Liên lên xe rời khỏi nghĩa địa. Tú Vân mới chạy ào lại ôm nấm mộ khóc ngất ngư. Những tiếng tức tử bật lên vang vọng. Ba mẹ nàng cũng về rồi, chỉ còn lại bà chị quá chồng thân thiết với nàng nhất ở lại với Tú Vân. Tội nghiệp Tú Trinh, nàng thông cảm với em hơn ai hết về tình trạng cô đơn và tủi nhục này. Cách đây hơn 2 năm, nàng cũng ở trong tình trạng y như Vân ngày hôm nay. Không hiểu sao số trời đầy đỏ ả, cả hai chị em đều làm bé người ta. Cả hai người chồng cùng chết sau hơn 1 năm chung sống lén lút. Chồng nàng thì không nói làm gì, vì ông ta quá già rồi,
Chết Âu cũng là tới tuổi trời mà đi. Còn mình đang trong thời trai tráng, tự nhiên lại đứng tim mà chết thì vô lý quá. Nàng ngồi xuống bên cạnh em thì thào: Tú Vân ơi, trời sắp tối rồi đó, về nhé em. Tú Vân ngước mắt đỏ hoe nhìn chị: Chị ơi, em khổ quá, cho em ở lại đây chút nữa với chàng đi. Ai cũng đau khổ cả, cảnh chị em mình giống nhau thôi. Em ơi, thời gian sẽ làm vơi nỗi buồn này mà. Hai chị em tâm tình với nhau như cố chốt ra tất cả sầu hận. Tú Vân ôm lấy chị, tức tưởi trên vai người thân duy nhất trong gia đình. Cả nhà chỉ có hai chị em sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Nhà nàng nghèo lắm, cũng vì vậy mà chị nàng phải làm bé người ta, sống cuộc đời lén lút như tư tình để nuôi sống gia đình. Hồi đó chồng Tú Trinh như lãnh chúa vùng này, chuyên nghề cờ bạc. Cha nàng lại làm công cho ông ta, cũng vì vậy mà Tú Trinh về ở với ông. Tới khi chồng Tú Trinh chết đi, cha nàng lên thay địa vị của chồng Tú Trinh trong làng cờ bạc ở đây. Như số trời đã định, Bình xuất hiện và Tú Vân noi gương chị về ở với Bình như ngày nay. Chỉ có điều Tú Vân khác chị là nàng yêu thương Bình thực sự. Cuộc gặp gỡ Bình là chính nàng tìm tới, chứ không như cuộc hôn nhân gượng ép của Tú Trinh. Lẽ dĩ nhiên bố mẹ nàng mừng vô hạn khi thấy Tú Vân chịu làm bé Bình như thế. Chính cha mẹ nàng đã ngầm giúp đỡ Bình tiến tới và lùa con gái vô vòng tay Bình. Nay Bình chết đột ngột như thế này, không biết tình trạng làm ăn trong khu vực này sẽ ra sao. Trăm mối lo âu và sầu não chồng chất trên vai người con gái nhỏ nhắn, yếu đuối này.